Và tiếp theo chúng ta cùng đến với phần nhảy dân vũ cùng hành quân đi giữa mùa xuân, có phần biểu diễn của các thành viên đến từ câu lạc bộ dân vũ tổ 2 phường Chiêng Cơi. Xin mời. Vâng, xin hỏi cổ động viên của Chiêng Cơi đang đứng ở đâu ạ? À? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Chiêng Cơi hôm nay mới đi một nửa của hội trường khán phòng của sân Ao Cá Bắc Hồ thôi ạ. Cùng với các chị của Chiêng Cơi đúng không ạ? Bên kia vỗ tay bé quá, bên này vỗ đen rất lớn ạ.